Vâng, mến chào quý vị của các bạn. Các bạn đang được ngắm một tác phẩm Lão Siêu Song Tử. Ok, dáng siêu rất bay các bạn. Cái bộ vệ rất đẹp. Bên này có cái chân vệ rất bền bạc thì các bạn ạ. Đây là một tác phẩm cỡ đại Xuân Hạ Thu Đông, bốn mùa, đại diện cho bốn mùa là Xuân Hạ Thu Đông. Chắc là đây là một tác phẩm có bốn thân, đúng, trong kia là có bốn thân các bạn ạ. Bốn thân là đại diện cho bốn mùa. Đây cũng là được những cây xanh đầu tiên được mang đi phơi đấy các bạn, rất mới mẻ, to này. Đây, bên này là cái mặt tiền, nhìn nó dễ nhìn hơn, cái là siêu siêu. Cây xanh quê nắng làng bung rất nhiều rễ và rễ trắng tinh. Ngày xưa những cây như thế này thì kinh khủng khiếp các bạn, đúng cái lối gọi là buông nhiều thật nhiều rễ xuống đóng thành nhà dáng làng để vách buông, rồi nó tạo một cái tổng bóng cái dáng làng, cũng đã có một thời rất mạnh. Đó, rất nhiều. Ở đây là cái sung to. Dòng rất to cao. Đây là một cái xanh dáng trực, cũng
cũng làm theo lối 4 kênh một ngọn. Ở đây có những con xanh lam móng này. Lam móng ngày xưa đây, biết đặc. Cái dòng này thì lá rất là nhỏ, rất sai quả. Lưỡng long châu nguyệt. À, đây là gì? Lưỡng long châu nguyệt. Cái xanh rất là già các bạn. Đấy, rất già, chúng ta nhìn có vẻ độ già là các bạn nhìn được trắng này. Nhìn này, già trắng có độ nhăn nheo. Và giờ thích nha, có cái này, cái vị trí này đóng xuống chạy vòng vèo sang bên kia, bắt nguồn, bắt xuất phát từ đây. Vị trí này đóng ngược chạy lên đây, vòng về xuống chạy lên đây, bết lại, nhìn là vẫn còn cái thân tháp. Đây là tác phẩm Vũ Lão Giáng Đình của anh Nguyễn Văn Sự. Nhân Nguyễn Văn Sự, một tác phẩm về năm thân, làm Vũ Lão Giáng Đình. Cây cũng khá là mịn các bạn. Dòng này xanh cổ. Đó, bộ thân pháp mịn màng. Từ bệ rễ thân pháp. Một cây rất về sau sẽ là một cây rất tương lai các bạn. Bệ rất bền bạc. Đó. Ngồi đây thì cái thân pháp nhìn là thoáng hơn, rất là dễ nhìn. Thì cái này là bóng dáng nó có vẻ nó hơi thấp. Cái tôn cao lên, đưa lên cao thì rất là đẹp. Đây là những cái xanh lá móng, những cái dòng ở khu vực này rất nhiều cây xanh lá móng. Đây là một trong những cây xanh lá móng rất già và nó có một cái bộ thân pháp này các bạn. Và đặc biệt những cây xanh lá móng rất là nhiều rễ, rễ rất nhiều. Đó, bộ rễ nhiều kinh khủng. Dòng này nó phát triển về rễ, nếu chúng ta không xử lý cắt rễ ngay từ ban đầu thì nó buông rễ xuống thì thân nó bị teo tóp, nó không phát triển được mấy các bạn. Thì nó tạo ra là thân rễ đóng xuống. Nói này mà làm để làm đồ đá như thế này thì rễ nhiều vô cùng. Đấy, mà nó nhỏ, tan chảy trong đá, chui hết vào trong cái khe trong. Cái dòng này thì dằm nó dày đặc, lá nhỏ mà dày, không bỏ dằm. Một dòng xanh quê rất quý các bạn. Nó có thể gọi là những cái báu vật của những cái làng nghề. Cái dòng này đa số ở khu vực Đan Phượng, Hoài Đức rất nhiều. Ở đây thì các bạn đang quan sát một cái như là một bức tường thành được trồng một loạt những cái cây xanh theo một cái hàng ngang tập hợp như một đội quân các bạn ạ, như là một cái bức tường thành. Mọi người có một cái ý tưởng rất hay các bạn ạ. Đây là tác phẩm Bàn Thạch Mai Tọa của anh Nguyễn Trọng Thành. Đó là một cây trực hoành. Đó là bông dáng cây của cây trực hoành. Bàn Thạch Mái Tọa. Và hôm nay thì được bầu trời xanh biếc rồi, quá đẹp rồi. Mọi khi thì âm u trời mưa suốt đợt này, nhưng mà hôm nay thì phải có nắng rồi. Nắng lên rồi, cho trời là sáng sủa và xanh, có thấy một cái bầu trời xanh biếc thì nó đẹp rồi các bạn. Bạn trai đi vượt cũng được kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.